Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, giàu nghèo là vấn đề nhiều người rất quan tâm khi nghĩ đến tuổi già. Bởi độ tuổi này, nếu không có tiền bạc thì sẽ khổ trăm bề do bệnh tật kéo đến, tiêu hao rất nhiều. Và lại, đâu còn sức để kiếm tiền như con trẻ. Việc trông chờ chồng hay vợ hoặc con chu cấp cũng là điều không chắc lắm. Cho nên, tự thân vận động vẫn là hơn hết. Đoán biết được vận số tài lộc của mình lúc về già, sướng hay khổ ngay từ đầu, sẽ có cách điều chỉnh kịp thời để sau này không khỏi lao đao về tiền bạc. Nhưng đoán biết vận số tương lai như thế nào? Thay vì đi xem bói, thì bạn cũng có thể tự bói cho bản thân mình bằng cách nghe hết nội dung video này và so sánh xem nốt ruồi bạn đang sở hữu có thuộc vận nghèo không. Đồng thời, chúng tôi cũng gợi ý đến bạn cách cải thiện vận số ở phần cuối video này. Những nốt ruồi phá tướng khiến cả đời lăng đong tình lẫn tiền. 1. Nốt ruồi ở gò má. Theo nhân tướng học, người này sống tình cảm, lương thiện, biết quan tâm, giúp đỡ người khác, nhưng lại ít để ý đến bản thân mình, nên lúc nào cũng nhận phần thiệt thòi. Cuộc sống của người này gặp khó khăn, làm gì cũng không được thuận lợi, suôn sẻ. Về già, cuộc sống không quá giàu sang phú quý, nhưng cũng không đến nỗi nghèo khổ. Vì nhờ phúc đức từ việc giúp người nên sẽ được người giúp lại. Đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này bị mang tiếng thay người yêu như thay áo. Họ phải trải qua nhiều gập ghềnh, sóng gió trên đường tình duyên mới có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. 2. Nốt ruồi ở gian môn. Trong nhân tướng học, gian môn là vị trí kéo từ đuôi mắt sang hai bên. Vị trí này còn được gọi là cung phu thê. Người có nốt ruồi ở gian môn thường được cho là gặp khó khăn trên đường tình duyên. Đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi ở gian môn thường được nhận định là có cuộc sống hôn nhân không tốt. Họ khó được hạnh phúc viên mãn do hai bên khắc khẩu, đời sống vợ chồng không thật sự hòa hợp. Theo quan niệm dân gian, đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi ở gian môn, thậm chí còn làm ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của nhau. 3. Nốt ruồi ở sơn căn. Trong nhân tướng học, sơn căn là vị trí ở giữa hai mắt, ngay phía dưới ấn đường và là nơi cao nhất trên sống mũi. Đây được cho là nơi giao thoa của đất trời âm dương. Đàn ông hay phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở sơn căn là dấu hiệu cho thấy cuộc sống không thuận lợi, mang đến nhiều điều xui xẻo. Cuộc đời của người này khá vất vả, long đong, có thể mắc bệnh nghiêm trọng, nên từ đó tổn hao tiền tài, nhất là khi về già. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này cũng có vận trình tình duyên không mấy tốt đẹp, tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt, cuộc sống gia đình nhàm chán. 4. Nốt ruồi ở lệ đường. Lệ đường là khu vực ngay phía dưới hai mắt. Nốt ruồi ở lệ đường còn được gọi là nốt ruồi ngấn lệ, đúng như tên gọi của nó. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí đặc biệt này được cho là người đa sầu, đa cảm, hay khóc. Nếu nốt ruồi ở lệ đường có màu đen, thì chủ nhân của nó là người khá bướng bỉnh, cứng đầu và hơi có phần ích kỷ. Nếu nốt ruồi ở lệ đường là nốt ruồi son, thì đó là người sống tình cảm, thân thiện. Theo nhân tướng học, người có nốt ruồi ở lệ đường thường gặp trắc trở trên con đường tình duyên. Sau khi lập gia đình, người này hay gặp xích mích với chồng hoặc vợ, thậm chí còn phải chịu khổ vì con cái cho đến lúc về già. Nếu may mắn, sở hữu nốt ruồi dạng tròn, sáng màu,
ở khu vực lệ đường, thì con đường tình duyên sẽ tốt đẹp hơn, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. 5. Nốt ruồi ở giữa sống mũi. Theo nhân tướng học, đàn ông hay phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở giữa sống mũi thường gặp vấn đề về sức khỏe. Người này dễ ốm đau, bệnh tật, từ đó mà tiền của ít giữ được lâu, càng về già càng bị tiêu tốn nhiều. Đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi ở sống mũi thường không có cuộc sống tình cảm êm đẹp. Sau khi kết hôn, họ vẫn hay tranh cãi, xung đột với chồng, khiến cuộc sống gia đình căng thẳng, khó hưởng hạnh phúc trọn vẹn. 6. Nốt ruồi ở cánh mũi. Nốt ruồi có màu đen, cái màu u ám, xấu xí vậy mà xuất hiện trên khuôn mặt. Đã vậy, còn là ngay cánh mũi nữa thì thật chán trường. Bởi trong nhân tướng học, mũi tượng trưng cho cung tài bạch, hiểu nôm na là liên quan đến vấn đề tiền bạc. Nên khi nốt ruồi ở ngay vị trí đó sẽ cản trở thần tài phù hộ, khiến công việc cứ gặp khó khăn, buôn bán không có lời. Chưa hết, người có nốt ruồi ở vị trí này còn có tính chi tiêu phóng khoáng, không biết tiết chế, nên nếu như không thay đổi tính tình, sẽ muôn đời trong cảnh làm bao nhiêu, ăn hết bấy nhiêu. Cho nên hậu vận không có cuộc sống giàu sang như người khác. 7. Nốt ruồi ở huyệt ấn đường. Nói huyệt ấn đường thì chắc nhiều người mơ hồ, chứ diễn tả chi tiết là đường nối giữa hai lông mày sẽ dễ hiểu hơn. Và nếu như có nốt ruồi ở nơi ấy thì cũng thật đáng buồn, vì không chỉ tài lộc bị cản trở mà sức khỏe cũng không được tốt. Cho nên người có nốt ruồi ở huyệt ấn đường cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, và làm việc gì cũng phải cẩn trọng, tránh bị đồng nghiệp chơi xấu, không có cơ hội phát triển sự nghiệp, khó làm giàu. Nếu khắc phục được nhược điểm trên thì về già vận tài lộc cũng không đến nỗi khó khăn. 8. Nốt ruồi ở xương quai xanh. Tuy người có nốt ruồi ở vùng xương quai xanh là kiểu người cần mẫn, chăm chỉ, nhưng hay phải gánh nhiều trách nhiệm vượt quá năng lực của bản thân. Đây là kiểu người quan tâm đến cảm xúc của cá nhân mình nhiều hơn người khác, nên chuyện tình cảm thường không suôn sẻ. Không những thế, người này có lòng tự trọng cao nên không chịu được nhiều áp lực. Bởi vậy, thành tích công việc của họ thường không đạt kết quả cao. Tài lộc vì thế mà cũng không thịnh vượng lúc về già. 9. Nốt ruồi nằm giữa hai đầu lông mày. Nốt ruồi nằm ở ấn đường không phải là điềm báo tốt về vận trình tài lộc của chủ nhân đó. Sở dĩ có quan điểm này là vì nốt ruồi nằm ở vị trí này trên khuôn mặt báo hiệu rằng chủ nhân sẽ gặp phải những biến cố bất ngờ trong công việc hoặc trong cuộc sống. Bản thân là người có năng lực, có thể dựa vào chính sức mình để có nguồn thu nhập không tồi, song khó có thể giữ được tiền trong tay mà thường gặp phải những chuyện xui xẻo từ trên trời rơi xuống, khiến tài lộc mới tích tụ được lại tiêu tán hết cả. Khi về già, khó mà được sống an nhàn. 10. Nốt ruồi nằm ở dái tai. Xem tướng khuôn mặt, đôi tai là nơi có thể thể hiện rõ phúc phận của người đàn ông hay phụ nữ. Nếu trên dái tai lại có nốt ruồi, thì đó chính là nốt ruồi phá tài, giống như kho tiền xuất hiện một lỗ thủng vậy. Người này không có khả năng quản lý tài chính,
kiếm được nhiều tiền hay ít tiền thì cũng vẫn tiêu xài cho đến đồng tiền cuối cùng. Tài lộc như dòng nước không ngừng chảy ra khỏi túi, làm cách nào cũng không tránh được việc thất thoát tiền tài. 11. Nốt ruồi ở trên lông mày phải. Đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi cách lông mày phải 1 cm thường là người không may mắn trong chuyện tình duyên. Theo đó, đường tình duyên sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Cuộc sống hôn nhân cũng không được viên mãn, vợ chồng cãi nhau liên miên. Trong công việc, thường xuyên bị chơi xấu. Với những người có tiền tài trong tay thì cần phải phòng, vì rất có thể một ngày nào đó do quá tin người mà bị lừa trắng tay. 12. Nốt ruồi ở cổ. Nốt ruồi ở cổ không hoàn toàn xấu, nhưng nếu nó nằm ở cổ lại lệch về phía vai thì đó là nốt ruồi phá tài. Cuộc sống của người sở hữu nốt ruồi này sẽ không được như ý nguyện, nhất là chuyện tình duyên. Không những thế, công việc cũng không được như ý do bạn thường xuyên bị chịu áp lực từ cấp trên, chịu chèn ép từ đồng nghiệp, nhảy việc thường xuyên, lương lậu bấp bênh, kinh tế sa sút là điều mà bạn thường xuyên gặp phải. Phải trải qua nhiều thăng trầm thì cuộc sống may ra mới ổn định phần nào. 13. Nốt ruồi nằm ở khóe miệng. Xem tướng nốt ruồi thì đây có thể coi là nốt ruồi đào hoa đối với nữ giới và nam giới. Song, cho dù vận trình tình cảm tươi sáng, đào hoa thịnh vượng đến đâu, cũng khó có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho người này. Ngược lại, họ dễ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm, để cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định của mình. Cuối cùng, hậu quả là tiền tài tổn thất vô cùng to lớn. Điều này thể hiện rõ ở việc trong thời gian yêu đương, họ phóng khoáng trong chi tiêu, thường dễ dàng tiêu hết cả số tiền lớn ngay trong trước mắt. Song lại chẳng thể nhờ thế mà có được hạnh phúc. Ngược lại, còn vì tình yêu mà hao tiền tốn của, tán tài tán lộc. Nốt ruồi này chính là nốt ruồi phá tài vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến vận trình của nữ giới. Ai có nốt ruồi ở đây nhất định phải cẩn trọng trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Làm gì khi sở hữu những nốt ruồi xấu đó? Hiện nay, nhiều người sẽ dùng cách phá bỏ nốt ruồi xấu. Tuy nhiên, theo chúng tôi nghĩ, đó chỉ là cách bên ngoài, còn hiệu quả hay không thì chưa chắc chắn. Mặc dù nốt ruồi không may đó là tướng xấu, mang đến vận mệnh tài lộc không tốt khi về già cho bạn, nhưng bạn đã từng nghe qua câu tâm thế nào thì tướng thế đó. Việc thay đổi từ chính trong tâm mình là cách chuyển hóa vận đen thành đỏ một cách hiệu quả và thuận theo quy luật của vũ trụ. Một người biết được điểm yếu của mình dẫn đến mất tài lộc ra sao thì chỉ cần cải thiện điểm yếu đó, hoàn thiện lại bản thân thì chắc chắn về già sẽ hưởng sung sướng. Nên tóm lại, nốt ruồi sẽ phản ánh phần nào vận mệnh của bạn khi về già, nhưng không phải hoàn toàn tuyệt đối như thế. Bạn có đủ khả năng để làm chủ cuộc đời mình và điều chỉnh lại theo ý muốn bằng cách cải thiện tật xấu và vun bồi tính tốt. Đồng thời, hãy luôn tạo ra nhiều phước lành thì chẳng sợ gì về già phải sống khổ cả. Nếu tài lộc mất đi thì tự khắc sẽ có người đến giúp để bạn không phải sống khổ sở. Bạn thân mến,
đến đây, thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng. Hy vọng video này sẽ giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa của nốt ruồi để biết cách điều chỉnh vận xấu, để chuyển hóa thành vận may theo lời chia sẻ của chúng tôi. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.